Thánh Augustino qua đời năm 430. Giữa cái chết của Ngài và sự nở rộ của các đại học vào thế kỷ thứ 12 và 13, Tây Phương đã trải qua nhiều biến đổi sâu rộng về mặt xã hội. Trong những thế kỷ này, các tu sĩ Công giáo là những người quan tâm nhiều nhất trong việc bảo tồn gia sản văn hóa của quá khứ, và đồng thời đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng cho các dân ngoại tại Âu Châu. Đọc lại các tác phẩm do các tu sĩ này biên soạn, người ta thấy rằng hôn nhân vốn được xem là một thực tại thánh thiện, đáng trân trọng. Các tu sĩ này dạy cho dân chúng biết rằng, giao hợp ngoài hôn nhân, cũng như phá thai và những cách tránh thai phản tự nhiên là điều vô luân. Một số quan điểm của các tu sĩ này quá nhịn nhạt. Chẳng hạn, họ cấm việc giao hợp vợ chồng trong một số ngày mùa trong năm hoặc trước khi rước lễ. Dĩ nhiên đây chỉ là một quan điểm bên lề. Nó không hoàn toàn phản ánh giáo huấn chính thức của giáo hội vào thời đó. Nói chung, cái nhìn của các tu sĩ thời Trung Cổ về tính dục và hôn nhân đều phát xuất từ giáo huấn của các thánh giáo phụ trong những thế kỷ trước. Và giáo huấn đã trở thành chuẩn thước cho cuộc sống của các tín hữu. Hai khuôn mặt nổi bật trong nền thần học thời Trung Cổ tại Tây Phương chính là Thánh Thomas Aquinas và Thánh Bonaventura. Mặc dù hoàn cảnh văn hóa có khác với thời các thánh giáo phụ, nhưng các nhà thần học thời Trung Cổ xem chừng cũng phải đương đầu với những thách đố tương tự. Cũng giống như chủ thuyết ngộ đạo thời các thánh giáo phụ, thời Trung Cổ có những giáo phái như Albigeois hay Cathares xem hôn phối như một điều xấu xa. Họ cho rằng vật chất tự nó là xấu xa, mà bởi hôn nhân nhắm đến việc sinh sản, tức hành động gắn liền với vật chất, cho nên cũng là điều xấu xa. Mặt khác, thời Trung Cổ cũng có chủ trương đề cao sự luyến ái ngoài hôn nhân, nhất là trong giới quý tộc. Đứng trước hai thách đố trên đây, các nhà thần học thời Trung Cổ đã cố gắng trình bày cái nhìn của giáo hội về tính dục, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với những giá trị nhân bản. Có ba luận cứ liên quan đến tính dục và hôn nhân được các tác giả thời Trung Cổ khai triển. Trước hết là thẩm quyền của Kinh Thánh và giáo huấn của các thánh giáo phụ. Luận cứ thứ hai được khai triển một cách rộng rãi là giá trị của luật tự nhiên được ghi khắc trong tâm hồn con người. Theo luật tự nhiên, có những hành động tính dục bị xem là không tự nhiên, và như vậy vi phạm trật tự được thiết định bởi Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng con người, có nam có nữ, nhằm mục đích truyền sinh. Thánh Thomas Aquinas viết như sau. Mục đích của sinh hoạt của các cơ quan sinh dục là sinh sản và giáo dục con cái. Do đó, mỗi một sinh hoạt nào của các cơ quan này không hướng đến việc sinh sản con cái và giáo dục như chúng được quyền hưởng, tự nó là một sinh hoạt hỗn loạn. Như vậy, chỉ trong hôn nhân, việc giao hợp mới thực sự có ý nghĩa và đúng mục đích của nó. Luận cứ thứ ba được một số nhà thần học Trung Cổ quản diễn là tất cả mọi giao hợp ngoài hôn nhân và mọi hành động tính dục không tự nhiên đều là những hành vi vô luân vì được thúc đẩy bởi nhục dục. Các tác giả này tin rằng luận cứ trên đây bắt nguồn từ chính thánh kinh và giáo huấn của các thánh giáo phụ. Theo giáo huấn này, do tội nguyên tổ, con người hướng chiều về tội lỗi. Tất cả mọi ước muốn của con người, tự chúng là tốt, đã bị tội nguyên tổ làm cho ô uế. Riêng ước muốn tính dục đã bị tội nguyên tổ làm cho ô nhiễm một cách đặc biệt. Tuy nhiên, sự ô nhiễm này tự nó không phải là một điều tội, bởi vì chỉ có tội khi có sự ưng thuận tự do của con người mà thôi.
Mặc khải kinh thánh được các thánh giáo phụ giải thích. Luật tự nhiên, ảnh hưởng của tội nguyên tổ trên tình dục. Ba luận cứ này đã được các tác giả thời Trung Cổ khai triển, nhằm nêu bật những điểm nồng cốt trong giáo huấn của giáo hội liên quan đến tính dục và hôn phối. Điểm nồng cốt thứ nhất liên quan đến tính dục và hôn phối được các tác giả thời Trung Cổ đồng thanh quả quyết, đó là sự thiện hảo của hôn phối. Cũng như các giáo phụ, các tác giả này xem đây là một chân lý mặc khải. Chính Thiên Chúa đã thiết lập hôn phối khi tạo dựng nên con người, có nam, có nữ, và Chúa Kitô đã chúc phúc cho hôn phối tại tiệc cưới Cana. Đây là đề tài được quảng diễn rộng rãi xuyên suốt thời Trung Cổ. Điểm nồng cốt thứ hai liên quan đến giáo huấn về tính dục và hôn phối được các tác giả thời Trung Cổ khai triển là những lợi ích của hôn nhân và ý nghĩa của hành động tính dục trong hôn phối. Về lợi ích của hôn nhân, các tác giả thời Trung Cổ đã chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm bởi tư tưởng của Thánh Augustino. Như chúng tôi đã có dịp trình bày, theo Thánh Augustino, ba lợi ích của hôn phối là sinh sản, thủy chung và mối dây bất khả phân ly của hôn phối. Riêng về ý nghĩa của hành động tính dục trong hôn phối, các tác giả thời Trung Cổ đã quảng diễn tư tưởng của Thánh Augustino. Theo đó, hành động giao hợp không chỉ nhắm đến việc sinh sản, mà còn để bảo đảm sự thủy chung của vợ chồng. Hai thánh tiến sĩ Thomas và Bonaventura chủ trương rằng, một hành động như thế là một hành động nhân đức, và nhân đức đó chính là công bình. Cũng theo Thánh Thomas, giao hợp nhằm bảo đảm sự thủy chung là thể hiện chính tính cách bí tích của hôn phối. Hành động giao hợp được xem là tốt dưới hai khía cạnh, một là nhắm đến mục đích sinh sản, hai là vì lợi ích của sự chung thủy, do đó trở thành dấu chỉ của sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Như vậy, cái nhìn về tính dục và hôn phối của giáo hội là một cái nhìn liên tục. Liên tục từ mặc khải kinh thánh đến các giáo phụ, qua các nhà thần học Trung Cổ, và được giáo hội tiếp tục đào sâu và quảng diễn qua mọi thời đại. Lần tới, chúng tôi sẽ tóm lược những suy tư của các tác giả kể từ sau thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.